kỹ thuật đập dây trong guitar, thì mình không biết tên tiếng Anh chính xác của nó là gì, và mình nghĩ cái tên nó cũng không quan trọng đó các bạn. Mình chỉ gọi nó đập dây thôi. Quan trọng là mình làm cho cái dây, cái đàn của mình phát ra cái tiếng chạch chạch á. Đó, nó là dạng như vậy. Thì giờ mình sẽ lấy ví dụ luôn cái bài My Heart Will Go On để cho các bạn tập trong cái video trước rồi đó, để các bạn dễ hình dung nó là như thế này nè. Một dây hoặc là hai dây cũng được, miễn là cho nó phát ra cái tiếng chập chập nè. Và ba ngón còn lại các bạn sẽ búng nó ra giống như các bạn quạt vậy đó, các bạn búng nó ra. Rồi giờ mình sẽ tách nó thành hai phần để cho các bạn dễ tập. Về cái kỹ thuật này thì mình sẽ tách riêng cho nó thành hai dạng. Dạng thứ nhất là các bạn sẽ dùng một trong ba ngón này hoặc là cả ba ngón, các bạn dùng được, các bạn búng nó ra. Mình đi luôn cái vòng hợp âm C7 nè, C thứ 7 nè. Cũng chả biết nó có phải là C thứ 7 nữa. Nó là dạng như nè, bấm như thế này. La trưởng, son trưởng và la trưởng. Mình sẽ đi cái vòng này nha. Thì cái thứ nhất các bạn sẽ tập với ba ngón này, các bạn quạt nó ra. Nó dạng như nè. Sẽ tập đó là dùng ngón cái đập vào đây. Khoan, dùng ba ngón này, bạn đã dùng ngón cái đập vào như thế này. Thì mình đi cái này nó sẽ là dây nè. Thì nó sẽ mất cái tiếng này, nên buộc mình phải kết hợp cả tập đập và tập cái này. Khi này các bạn quạt cái này, búng cái này, nó nghe âm, nó phát ra đều, và đập nghe nó cũng vẫn ổn tiếng rồi. Các bạn sẽ kết hợp nó lại là dạng như thế này. Cái tiếp
Thì nếu như các bạn muốn trong một ô nhịp á, các bạn muốn chơi nhẹ nhàng sâu lắng á, mà muốn đập thì các bạn sẽ đập tiếng chạch cho nó rơi vào cái phách thứ ba nha. Phách một là dành cho tiếng bass, bùm rồi chạch, nó gọi là tiếng bùm là ô nhịp sau. Tức là trong một ô nhịp các bạn nhìn vào tab mình có phân biệt rõ hai cái kiểu đập này. Ví dụ trong một ô nhịp các bạn mà đập một tiếng chạch thì tiếng chạch nó sẽ rơi vào phách số 3. Tức là phách 1 là tiếng bùm chạch, quay lại ô nhịp mới bùm chạch đó. Còn nếu như các bạn muốn cho trong một ô nhịp nó có hai tiếng chạch luôn thì tiếng chạch nó sẽ rơi vào phách số 2 và phách số 4. Nó là dạng như vậy nè, bùm chạch bùm chạch bùm chạch bùm chạch, nó là dạng như vậy đó các bạn. Thì nó sẽ cái tiết tấu nó thay đổi, nó sẽ làm cho cái cảm giác nghe cái bài này của mình nó thay đổi theo. Thì nó dạng y như mình nói nãy á. Không phải là do các bạn chơi nhanh hay chậm đâu. Đó, cũng là mình chơi tốc độ nó cũng hai cái như nhau, chỉ khác là mình thêm tiếng chạch vào ô nhịp và mình thêm hai tiếng chạch vào một ô nhịp thì nó lại làm cho cái bài của mình nó khác hẳn liền. Thì đó, cái này thật ra những cái này chỉ là cái kinh nghiệm và cái quan điểm riêng của mình. Trong quá trình mình chơi, mình tích lũy thì mình sẽ nói cho các bạn, chứ nó không có theo sách vở hay giáo trình nào hết nha. Nếu như có ai có ý kiến khác thì các bạn đóng góp ý kiến cho mình. Nếu như mà các bạn thấy cái bài này nó có ích thì các bạn like cho mình để mình có thêm động lực làm. Còn nếu như mà các bạn không thích thì thôi không sao hết, không like cũng được, dislike cũng được nha. Và đính kèm như cái này, như trong một mô tả thì mình có đính kèm luôn cái file mà mình thêm cái tiếng đập vô á. Thì những cái nào các bạn thấy có dấu x thì các bạn sẽ đập nha các bạn. Mình soạn tác nó hơi dễ, nó dễ để cho các bạn tập từ mức độ dễ trở đi, sau này mình sẽ tăng độ khó dần. Thì nha các bạn, video hôm nay nó chỉ có như đây thôi. Cảm ơn các bạn.